Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn một khái niệm mới mà đã được Bộ Xây dựng hướng dẫn ở trong thông tư 06/2016 về hạng mục chung. Và trong video này tôi sẽ làm rõ ba cái vấn đề. Thứ nhất là hạng mục chung là gì, nó gồm những thứ gì. Vấn đề thứ hai là cách kiếm được tiền, tức là chúng ta tính thêm được chi phí mà từ cái hạng mục chung mà Bộ Xây dựng hướng dẫn. Vấn đề thứ ba là chúng ta áp dụng cái việc mà đưa hạng mục chung vào để tính toán trong phần mềm dự toán G8 thế nào. Thì trong video này tôi sẽ làm rõ ba vấn đề này. Thì hạng mục chung nó là một cái khái niệm mới mà Bộ Xây dựng mới đưa vào ở trong thông tư số 06/2016. Trước đó thì Chính phủ cũng đã ban hành cái nghị định 32/2015. Thì trong nghị định 32 này cũng có cái khái niệm nghị định về hạng mục chung. Tuy nhiên thì nó chưa được rõ ràng, và cho đến khi mà ra thông tư 06/2016 thì Bộ Xây dựng đã hướng dẫn một cách rất rõ ràng. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái thông tư 06/2016 của Bộ Xây dựng. Thông tư này ban hành 10/3/2016 và có hiệu lực từ ngày 1/5/2016. Tôi chuyển sang phần cái phụ lục số 2 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn về phương pháp xác định dự toán xây dựng. Thì dự toán xây công trình, ký hiệu là G xây công trình, sẽ bằng là chi phí dựng cộng chi bị cộng chi phí quản lý dự án cộng chi phí tư vấn cộng chi phí khác và chi phí dự phòng. Ở đây tôi tập trung vào cái mục là tính chi phí khác, vì là cái chi phí hạng mục chung nó nằm ở trong chi phí khác. Đó. Chi phí khác. Bây giờ chúng ta xem phần chi phí khác. Mục 5 nhỏ trong mục số 2, Bộ Xây dựng hướng dẫn về cách xác định chi phí khác. Được tính là dựa trên là tổng của CI cộng tổng của DG cộng tổng của chi phí hạng mục chung, viết tắt là CHCM, cộng với tổng của chi phí EK. Ở đây vì hôm nay tôi hướng dẫn hạng mục chung nên tôi tập trung vào cái chi phí hạng mục chung này. CHCMMC là chi phí hạng mục chung được xác định bằng công thức là chi phí hạng mục chung bằng là chi phí xây dựng lán trại tạm cộng chi phí công tác không xác định được khối lượng thiết kế nhân với cả 1 cộng T cộng với CK. Trong đó thì T ở đây thì thông thường là thuế giá trị tăng và thông thường nó là 10%. Còn cái chi phí công tác không xác định được khối lượng thiết kế, ký hiệu là CKKL ở đây, thì chúng tôi đã có một cái video hướng dẫn trước đó để các bạn xem trên website dự toán g8.com hoặc là vào YouTube để các bạn xem cái chi tiết về cái video hướng dẫn về cái chi phí công tác không xác định được khối lượng thiết kế này. Thì bây giờ tôi hướng dẫn chi tiết từng cái chi phí ở trong chi phí hạng mục chung. Thứ nhất là nó có là chi phí xây dựng lán trại tạm. Thì cái chi phí xây dựng lán trại tạm này thì về cơ bản nó cũng không thay đổi so với cả thông tư 04/2010 cũ. Cụ thể là đối với công trình thông thường thì nó được tính là 1%. Đấy. Với những công trình thông thường. Riêng mà đối với những công trình, đối với các công trình mà đi theo tuyến như là đường dây tải điện này, đường dây thông tin bưu điện này, đường giao thông, đường kênh mương, rồi đường ống, thì những công trình mà đi theo tuyến dài như thế đấy thì chúng ta sẽ được là 2% trên chi phí dựng và chi phí lắp đặt thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị. Và lưu ý là tính trên chi phí đó là chi phí trước thuế. Như vậy là cái tóm lại thì cái chi phí xây dựng lán trại tạm thì thông thường nó là 1% đối với công trình thông thường, và nó là 2% đối với những công trình đi theo tuyến dài. Còn chi phí công tác không xác định được khối lượng thiết kế thì ở dưới đây Bộ Xây dựng hướng dẫn là nó là một số những cái chi phí dành cho những công việc như sau này. Ví dụ như là thứ nhất là chi phí an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Thứ hai là chi phí thí nghiệm vật liệu của nhà thầu. Cái thứ ba là chi phí di chuyển lực lượng lao động trong nội bộ công trường. Lưu ý là trong nội bộ công trường. Đó. Thứ tư là chi phí bơm nước, vét bùn không thường xuyên. Lưu ý đây là không thường xuyên. Và các cái chi phí
đó được tính dựa trên cái tỷ lệ phần trăm trên chi phí dựng và chi phí lắp đặt thiết bị thí nghiệm hiệu chỉnh, và được quy định ở bảng 2.4 của phục lục này. Bây giờ tôi sẽ chuyển xuống cái bảng 2.4 chúng ta xem. Bảng 2.4 là bảng định mức chi phí một số công việc mà thuộc hạng mục chung mà không, nhưng mà không xác định được khối lượng từ thiết kế. Cái từ định mức này đây thì có nghĩa là nó là một cái tỷ lệ phần trăm quy định như sau. Ví dụ như công trình dân dụng 2,5%, công nghiệp 2%, giao thông là 2%, thủy lợi hay là nông nghiệp phát triển nông thôn là 2%, và hạ tầng kỹ thuật là 2%. Đấy, thì chúng ta sẽ tuân thủ theo cái hướng dẫn ở bảng 2.4. Và tất nhiên lát nữa tôi sẽ hướng dẫn cái cách mà đưa cái chi phí công tác không xác định được khối lượng kế, ví dụ 2,5%, 2% ở đây, rồi là chi phí xây dựng lán trại tạm và phần mềm dự toán G8 sau. Bây giờ tôi quay trở lại về cái chi phí khác. Trong chi phí hạng mục chung có nhà tạm, công tác không xác định khối kế và chi phí khác. Chi phí khác được Bộ Xây dựng hướng dẫn như sau. Mục C nhỏ là CK, là chi phí hạng mục chung còn lại, hay còn gọi là chi phí hạng mục chung khác đấy. Thì nó bao gồm những thứ như sau. Thứ nhất là chi phí di chuyển máy, di chuyển thiết bị thi công đặc chủng và lực lao động. Đấy. Thế thì như vậy là tôi lấy ví dụ, bây giờ chúng ta thi công một công ty ở một thành phố, sau đó thì đến cái huyện bằng cách đó cỡ độ khoảng 70 cây để thi công một cái công trình về đường giao thông chẳng hạn, thì chúng ta có những cái máy ủi, máy san nền, rồi máy đầm, máy rung, rồi các cái lu, máy lu chẳng hạn, thì chúng ta phải di chuyển từ công ty chúng ta đến cái công trình thi công đó, thì chúng ta có những cái chi phí mà di chuyển máy móc thiết bị để mà thi công. Và chi phí di chuyển con người như là lực lượng lao động, mà lưu ý đây là lao động có tay nghề thuộc biên chế quản lý của doanh nghiệp, thì cái này là chúng ta lưu ý là đây là lao động trực tiếp thi công công trường ở trên công trường, và tất nhiên là họ thi công thì họ có tay nghề rồi, và thuộc biên chế thì chúng ta phải có hợp đồng lao động, phải đóng bảo hiểm cho họ, vân vân. Đấy, thì chúng ta sẽ được cái chi phí di chuyển máy móc thiết bị và con người là chi phí thứ nhất. Và tất nhiên là di chuyển họ đến rồi, xong thi công xong thì cũng phải di chuyển họ, di chuyển máy móc và con người rời khỏi công trường đó, thì chúng ta được tính hai lần tiền, một lần là đến và một lần là ra đi. Đấy, chi thứ nhất. Chi thứ hai trong chi phí hạng mục chung còn lại là chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công nếu như có. Tôi lấy ví dụ như bây giờ một cái công trình giao thông, chúng ta thi công đường, chúng ta sửa chữa một cái tuyến đường dài, chúng ta ngăn đôi đường ra, một nửa là thi công sửa chữa, một nửa là vẫn phải để cho các cái phương tiện giao thông qua lại. Thế như vậy phải có, chúng ta phải cắt cử ra làm các ca, mỗi ca là 1, 3, 2, 3 người gì đó đứng ra mà mặc đồng phục, rồi là đeo các cái băng rôn, rồi là chúng ta những cái người đó đứng cầm cờ hiệu lệnh, phất hiệu lệnh, rồi là căng dây để mà ngăn xe cho họ không đi vào cái khu vực thi công mà nó gây nguy hiểm. Đấy, thế thì cái chi phí đó chúng ta được tính như bình thường. Và lát nữa tôi sẽ hướng dẫn cái cách mà đưa các cái chi phí này vào trong phần mềm G8. Chi thứ ba là chi phí hoàn trả mặt bằng kỹ thuật do ảnh hưởng khi thi công xây công trình nếu có. Chi thứ tư là chi phí kho bãi chứa vật liệu nếu có. Tất nhiên là công trường thi công nào cũng có vật liệu thôi. Tôi lấy ví dụ như bây giờ chúng ta thi công một công trình dân dụng thì rõ ràng là chúng ta phải tổ chức mặt bằng, và trong việc tổ chức mặt bằng đó thì chúng ta phải có những cái nhà kho để mà chúng ta chứa, ví dụ như xi măng chúng ta nhập về chẳng hạn, chúng ta phải có nhà kho để chứa cho nó, chứ không thì mưa nó hỏng hết xi măng, nó đóng cục lại. Hoặc là chúng ta phải có nhà kho để chúng ta chứa thép, chứ không nó gì nó hỏng mất, thì như vậy những cái nhà kho đó chúng ta được tính thêm chi phí vào. Chi tiếp theo là chi phí xây dựng nhà bao treo cho máy, ví dụ như là các cái máy thi công, máy ủi, máy đào đất, máy san nền vân vân chẳng hạn đấy, thì những cái máy đó trong quá trình mà thi công thì nó ra ngoài, nhưng mà khi mà nó không thi công nữa đó, chúng ta phải có nhà bao che. Như vậy chúng ta cũng phải xây dựng một cái dự toán cho cái nhà bao che, cho cái để mà bảo vệ cái máy móc đó. Đấy. Nhà bao che cho máy móc, rồi là nền móng máy, rồi là hệ thống cấp điện, khí nén, hệ thống cấp thoát nước tại hiện trường,
rồi lắp đặt tháo dỡ một số loại máy như là chạm trộn bê tông này, bê tông xi măng, hoặc là chạm trộn bê tông nhựa, hoặc là các cái cần trục di chuyển trên dây, hoặc là cầu tháp, và một số loại máy móc thiết bị thi công xây dựng khác có tính chất tương tự. Như vậy là chúng ta thấy rằng là gần như tất cả các loại máy trong công trình thi công mà chúng ta cần phải xây dựng cái móng cho nó, chúng ta phải xây dựng cái chạm cho nó, nên chẳng hạn là chúng ta được tính một cái dự toán riêng và chúng ta được tính thêm chi phí. Đấy. Và đây Bộ Xây dựng nói luôn là được xác định bằng phương pháp lập dự toán. Thì lát nữa tôi sẽ dẫn chi tiết cái cách mà đưa các cái hạng mục chung ở đây trong cái mục C này, bao gồm tất cả những chi phí này, vào trong phần mềm dự toán G8 sau. Như vậy, chi phí hạng mục chung bao gồm có chi phí xây dựng lán trại tạm, chi phí công tác không xác định khối lượng kế và chi phí hạng mục chung khác, hay còn chi phí hạng mục chung còn lại. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cái cách mà đưa cái chi phí lán trại tạm và chi phí công tác không xác định khối lượng kế vào phần mềm dự toán G8. Tôi quay trở lại phần mềm dự toán G8. Giả sử chúng ta đã có một cái file công trình như này rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ đưa cái chi phí xây dựng lán trại tạm vào bằng cách là chúng ta vào menu công trình, hệ số chi phí xây lắp. Thì ở đây hệ số chi phí xây dựng lán trại tạm, ví dụ như là tôi để ở đây là 1%, chúng tôi gõ 1% ở đây, hoặc là chúng ta có thể điều chỉnh lại là 0,5%, chúng ta gõ ở đây. Tất nhiên ở đây là Bộ Xây dựng cho là thông thường là 1%, thì chúng ta cứ để là 1%. Công tác không xác định được khối lượng thiết kế là ví dụ như là ở đây Bộ Xây dựng hướng dẫn là đối với công trình dân dụng là 2,5%. Chẳng hạn thì chúng ta điều chỉnh để ở đây là 2,5%. Nếu ví dụ như là chúng ta giảm xuống còn 2% thì chúng ta điều chỉnh chỗ này là còn 2%. Để tôi giả thiết vẫn là 2,5 đây. Rồi chúng ta bấm chấp nhận. Đấy. Đây, tôi nhắc lại, chi phí lán trại nhà tạm là 1% đối với công trình thông thường và 2% là đối với công trình mà đi theo tuyến dài. Và cái công tác không xác định được khối lượng thiết kế thì đây 2,5% dân dụng. Đấy. Các công trình khác thì thông thường là 2%. Đấy. Và bây giờ sau khi đưa vào như vậy thì cái chi phí hạng mục chung là xây dựng lán trại nhà tạm và công tác không xác định được khối lượng thiết kế, nó sẽ nằm ở cái bảng hạng mục chung. Chúng ta bấm sang đây. Trước khi giải thích cái bảng này, tôi nói thêm một chút về cái bảng tổng hợp dự toán chi phí dựng. Thì thông tư mới là thông tư 06/2016 thì Bộ Xây dựng hướng dẫn là trong cái chi phí tiếp thì nó chỉ còn có mỗi là vật liệu là 1, nhân công là 2 và máy là 3, chứ nó không còn cái trực tiếp phí khác ở phía dưới này nữa. Đấy. Và chi phí xây dựng lán trại nhà tạm không còn nằm ở đây nữa. Đấy. Như vậy chốt lại là trong cái bảng này là chúng ta không còn cái chi phí xây dựng lán trại tạm là 1 và công tác không xác định được khối lượng thiết kế, hay là trước đây hay gọi là trực tiếp phí khác, là không còn ở đây nữa, mà hai chi phí đó được đưa sang bên hạng mục chung. Chúng ta xem dự toán chi phí hạng mục chung thì gồm có là chi phí xây dựng lán trại tạm là 1, thứ hai là công tác không xác định được khối lượng thiết kế, và thứ ba là chi phí hạng mục chung còn lại. Thì lát nữa tôi sẽ hướng dẫn cái phần mà đưa các cái hạng mục chung còn lại vào đây sau. Bây giờ chúng ta xem, lúc nãy chúng ta đã vào công trình hệ số chi phí lắp là chúng ta đã điền được cái lán trại tạm là 1%, đúng không ạ? Đây thì 1% ở đây thì nó được tính vào xây dựng lán trại tạm 1% ở đây. Trực tiếp phí khác hay còn được gọi là công tác không xác định được khối lượng thiết kế theo cái quan niệm mới là 2,5%, thì cái 2,5% đã được đưa vào đây và tính trước thuế ở đây. Đó. Đây. Đối với hồ sơ đấu thầu thì trước đây là chúng ta tính chiết tính dự thầu không thôi là xong, và trong chiết tính thì trước đây nó có cái
lán trại tạm và trực tiếp vi khác. Tuy nhiên bây giờ thì theo thông tư 06 mới thì cái chiết tính này cũng không có hai phần. Thứ nhất là trực tiếp vi khác hay gọi là công tác không xác định được khối lượng thiết kế là không có ở đây nữa. Trong đoạn này không có nữa. Cái thứ hai là chi phí xây dựng lán trại tạm trước nó ở đoạn dưới này thì bây giờ không còn đây nữa. Thay vào đó thì hai cái chi phí này được đưa sang cái bảng gọi là dự toán gói thầu và nó nằm ở mục hạng mục chung. Chúng ta thấy hạng mục chung phần 21 là chi phí xây dựng lán trại tạm, tôi lấy ví dụ như là 1% ở đây. 22 là chi phí một số công tác không xác định được khối lượng thiết kế, tôi lấy ví dụ như là tôi lấy 2,5% ở đây, tính theo chi phí dựng trước thuế ở đây. Đấy. Đấy. Thì như vậy là cái điểm mới ở thông tư 06 mới là các cái xây dựng lán trại tạm và công tác không xác định được khối lượng thiết kế thì được đưa riêng ra một cái bảng riêng. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà đưa các hạng mục chung còn lại vào trong phần mềm dự toán G8. Thì ở đây là Bộ Xây dựng hướng dẫn rất là nhiều những thứ mà chúng ta có thể là tận dụng được nó. Nó là tận dụng không hẳn, bởi vì là tinh thần của Nghị định 32 cũng như là tinh thần của thông tư 06 hay 16 là Bộ Xây dựng cũng như là Chính phủ hướng dẫn cái việc tính chi phí dựng làm sao mà có đạt được hai cái tiêu chí là tính đúng là một và tính đủ là hai. Cho nên là muốn tính đúng tính đủ thì phải tính đủ tất cả các chi phí mà trong quá trình thi công xây lắp mà đơn vị thi công nhà thầu đó họ thi công xây lắp ấy, thì họ thực tế là họ phải bỏ chi phí ra thì họ tính. Ví dụ như tôi lấy ví dụ như bây giờ một cái công trình dân dụng, người ta phải xây dựng một cái người ta phải có một cái cầu tháp để người ta đưa vật liệu lên. Thế thì người ta trong quá trình mà ép cọc, người ta đã phải là song song với nó là người ta phải làm một cái móng cầu tháp, và sau đó là người ta phải theo thời gian thi công người ta phải nối các cái đốt cầu lên. Thế như vậy đó là một chi phí. Đấy. Rồi là các công trình mà giao thông chẳng hạn thì họ phải xây dựng những cái trạm trộn bê tông nhựa chẳng hạn thì họ cũng phải được tính chi phí vào. Thế như vậy là bây giờ cái thông tư mới là thông tư 06 này họ rất là chi tiết, rất minh bạch tất cả các chi phí ở đây. Đấy là để đảm bảo được cái tiêu chí là tính đúng và tính đủ cho đơn vị thi công. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng ví dụ đưa các cái này vào. Tôi đưa một cái ví dụ thứ nhất là đầu tiên là chúng ta phải di chuyển máy móc thiết bị con người đến và đi khỏi công trường, đúng không ạ? Thế thì chúng ta đưa một cái chúng ta thêm một cái hạng mục mới vào đây. Chúng ta gõ mã ở cột mã số là HM. Đấy. Tên hạng mục ở đây thì chúng ta gọi tôi đã nhập một cái tên như là di chuyển. Tôi sẽ viết hoa cho đẹp, di chuyển này. Máy móc này. Thiết bị này. Và nhân lực lao động. Đấy. Bây giờ thông thường thì những cái này thì chúng ta phải làm tạm tính. Tôi lấy ví dụ mã là tạm tính, di chuyển, máy móc, thi công. Ví dụ như bây giờ chúng ta phải sử dụng những cái xe tải hạng nặng để chúng ta di chuyển những cái máy móc, máy cẩu, máy xúc, máy ủi để chúng ta lên cái công trường, chúng ta thi công. Thì chúng ta tính bằng số xe chẳng hạn này. Khối lượng, ví dụ bây giờ chúng ta phải thuê 3 xe và mỗi một xe chúng ta phải thuê họ là 15 triệu. Đấy là một. Công tác thứ hai là tạm tính, là di chuyển con người, nhân lực lao động, người. Ví dụ chúng ta phải di chuyển là tổng số công nhân nên là 58 công nhân chẳng hạn. Đó. Và chúng ta dùng ô tô để chuyển, ví dụ một người công nhân là chúng ta mất 50.000. Đấy. Đấy. Vân vân. Và các bạn sẽ cho thêm các cái đầu việc nữa ở phía dưới này nếu các bạn có. Đấy, và tôi đã xong một cái hạng mục là di chuyển máy móc thiết bị và nhân lực. Đấy. Bây giờ tôi thêm một hạng mục nữa. Tôi lấy ví dụ như một cái công trình dân dụng chẳng hạn là chúng ta phải lắp đặt một cái cầu tháp
đấy, trước khi mà chúng ta thi công công trình thực sự. Và trong quá trình mà có lẽ là lắp đặt cái này trong lúc mà chúng ta còn đang ép cọc cái phần móng. Thì bây giờ chúng ta làm một hạng mục mới, mã là HM, lắp đặt cầu tháp. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta cũng lại phải là, tôi giả sử như cũng là phải các cái công tác như là công tác về đầu tiên là chúng ta cũng phải đào cái móng chẳng hạn. Tôi giả thiết là ở đây thì là tôi chọn một công tác nó cũng ở mức độ tương đối thôi, chứ không phải chính xác đúng những công tác mà các bạn làm công trình, nó tương đối thôi ạ. Vâng, để ví dụ cho nhanh thôi ạ. Ví dụ tôi lấy một, đầu tiên là lắp đặt thì chúng ta phải làm có cái móng của nó, đào móng quăng chẳng hạn. Đấy. Ví dụ đào khối lượng của nó là 57 mét khối, và tất nhiên khối lượng ở đây cũng là giả định cho để tôi hướng dẫn thôi. Tiếp theo cũng phải là cốt pha chẳng hạn. Đây tôi chọn bán khuôn móng, tôi chọn một công tác ván khuôn móng bất kỳ nhé, và tất nhiên cái mã và cái đầu việc này chưa chắc nó đã khớp với cả cái móng của các bạn, thì các bạn chọn, có thể trong quá trình làm thật các bạn chọn đúng cái công tác ván khuôn mà đúng của bạn. Đây là một đơn vị là 100 m². Tôi ví dụ như là 3,7 chẳng hạn, tôi lấy ví dụ vậy. Rồi chúng ta cũng phải là có thép, gia công thép chẳng hạn. Đấy. Móng, đây tôi lấy ví dụ thép, đây tôi lấy ví dụ thép này chẳng hạn, 1,8 tấn chẳng hạn. Tôi cũng phải có công tác bê tông, ví dụ tôi lấy cộng bê tông mắc 250 chẳng hạn. Đó. chín mét khối chẳng hạn. Đấy. Tất cả những đầu việc ở đây cũng như là khối lượng ở đây chỉ là giả định, và khi chúng ta làm thì các bạn phải chọn lại cho nó đúng đầu việc. Ở đây tôi chỉ mang tính chất minh họa thôi. Đấy. Như vậy là chúng ta đã xong được cái phần móng của nó. Thế trong quá trình mà thi công thì chúng ta lại phải nối các đốt cầu. Đơn vị là đốt. Ví dụ như cái công trình này nó tổng cộng là đi có tổng cộng là 50 đốt chẳng hạn. Đấy, và nhân nối đốt cầu là nhân công, mỗi lần nối là chúng ta mất 200.000 tiền nhân công. Máy là chúng ta có phải đấy, thì chúng ta mất là 150.000. Tất cả những con số này là con số giả định và chúng ta phải xác định thực tế để chúng ta điền cho đúng cái hai các con số này. Như vậy là chúng ta đã xong được hai hạng mục để cho các con số nó có các cái định dạng ở đây. Thì chúng ta bấm cái nút hình tam giác hoặc bấm F5 trên bàn phím để chúng ta xác định được, để duyệt lại cái bảng tiên lượng này, nó gồm có hai hạng mục như này, có tổng cộng phía dưới ở đây và có tổng cộng ở phía dưới ở đây. Đấy, tất nhiên là cái tổng cộng này chỉ là đơn giá gốc thôi chứ chưa phải là đơn giá thi công thật. Và bây giờ nhiệm vụ còn lại là chúng ta phải khai báo cho nó, cho phần mềm là cái hạng mục di chuyển các thiết bị này và hạng mục lắp đặt cầu tháp này là hạng mục chung. Chúng ta vào menu công trình, hệ số chi phí xây lắp, chúng ta tích vào hạng mục di chuyển máy móc thiết bị và lắp đặt cầu tháp, sau đó chúng ta chọn nhóm công trình là chúng ta chọn loại hạng mục là hạng mục chung, chúng ta bấm chấp nhận. Khi đó chúng ta sang bên phần tổng hợp dự toán chi phí dựng ở sheet tổng hợp phí hạng mục, thì các cái phần như là di chuyển máy móc thiết bị nó cũng được tính toán như bình thường, nó cũng gồm có chi phí nhân công máy nếu có ở đây. Rồi cái phần lắp đặt cầu tháp chúng ta cũng được tính toán tất cả chi phí vật liệu công máy như bình thường ở đây. Đấy. Và khi sang bên tổng hợp dự toán chi phí dựng thì chúng ta thấy rằng là nó không thấy có cái phần là di chuyển máy móc thiết bị
Đây, chúng ta thấy là đây có hạng mục di chuyển máy móc thiết bị, có hạng mục đó là cầu tháp. Thế nhưng đây không có, vì đây là hạng mục chung. Chỉ có phần xây dựng này mới là phần chi phí dựng thì nó mới liệt kê ở đây thôi mà thôi. Bây giờ chúng ta sang phần hạng mục chung, chúng ta xem thế nào. À, bây giờ chúng ta thấy một nhỏ là lán trại tạm 1%, ok. Hai nhỏ là công tác không xác định được kế là 2,5% mà tôi đã điền lúc nãy nó thể ở đây. Và ba nhỏ là chi phí hạng mục chung còn lại, chúng ta thấy có 31 là di chuyển máy móc thiết bị và nhân lực lao động. Và chúng ta thấy đây là đã lấy ở tổng hợp cái việc mục H60, chúng ta xem. Tổng cái mục đây, H đây. H60 thì nó là trước thuế của cái hạng mục di chuyển máy móc thiết bị nhân lực 53.819.000. Nó được qua đây cho các bạn. 53.819.000. Lát gỗ tháp thì là lấy từ hạng tổng cái phụ mục H79 191.360.000. 191.360.000 đây. 191.360.000 của cái phần lắp đặt cầu tháp. Đó, và nó đưa vào đây cho các bạn. Đấy. Tương tự như vậy, nếu như công trình của các bạn mà có thêm những cái hạng mục chung còn lại nó nằm ở trong cái mà bộ xây dựng đã liệt kê ở đây. Đấy, thì chúng ta sẽ làm một cách tương tự là gì ạ? Là chúng ta thêm các hạng mục với mã là HM. Tên của hạng mục đó là chúng ta đặt một cái tên mà chúng ta nên viết hoa cho nó dễ nhìn và nó thể hiện rõ cái quá trình mà xây lắp cái hạng mục đấy. Tôi lấy ví dụ như là cái lắp đặt cầu tháp này chẳng hạn. Thì chúng ta thêm một hạng mục mới, chúng ta điền là mã HM ở đây và tên ở đây. Rồi tiếp theo các cái mã có thể là mã có trong đơn giá định mức như thế này, có thể là mã tạm tính như thế này và chúng ta điền ở phía dưới. Ok. Đấy. Và cuối cùng cái chi phí hạng mục chung này 296.472.000 này nó sẽ được đưa sang bên cái phần là tổng hợp dự toán công trình ở sheet tổng hợp kinh phí ở đây và nó đưa xuống mục số 5. 5 là mục chi phí khác và 52 là chi phí hạng mục chung. Thì cái chi phí này 296.472.000 296.472.000 được đưa qua bên kia để mà tính toán. Còn đối với nhà thầu xây lắp thì cái hạng mục chung nó được thể hiện ở trong cái phần là dự toán gói thầu. Chúng ta xem. Chúng ta xem là phần chi phí hạng mục chung là phần hai nhỏ là mục chung. Chúng ta thấy hạng mục chung nó gồm, tôi nhắc lại là gồm có lán trại tạm ở đây là 1%. Công tác không xác định được khối lượng thiết kế là 2,5% ở đây. Và mục 2.3 là chi phí hạng mục chung còn lại, bao gồm có thứ nhất là di chuyển máy móc thiết bị và nhân lực. Thứ hai là lắp đặt cầu tháp. Thì ở đây nó cũng tính toán và nó linh. Ở đây nó linh từ dự thầu G29 chẳng hạn là cái phần di chuyển máy móc thiết bị. Chúng ta xem bên dự thầu đây. G là cái cột tổng thành tiền và G29 chúng ta kiểm tra xem. Đó. Đó chính là cái tổng thành tiền sau thuế của cái di chuyển máy móc thiết bị. Tương tự như vậy, cái hạng mục lắp đặt cầu tháp thì tổng cộng của nó ở cột ở ô G40 tức là 210.496.000. Thì lắp đặt cầu tháp đây 210.496.000 ở đây và nó linh từ dự thầu G40 đưa sang đây chúng ta ở đây. Đấy. Như vậy đối với hồ sơ thầu thì chúng ta thấy rằng là trước đây chúng ta chỉ tính mỗi chiết tính dự thầu, trong đó chiết tính là chúng ta tính trực tiếp phí khác nó nằm ở đây, lán trại tạm nằm ở đây, mà có thể là chúng ta sẽ rất khó để mà giải trình những cái thứ như là hạng mục chung còn lại bao gồm có di chuyển máy móc thiết bị, bao gồm nó lắp đặt cầu tháp, rồi lắp đặt những cái thứ mà ở mục CK ở đây như là lắp đặt chạm trộn bê tông, lắp đặt móng hệ thợ, rồi là chi phí ở nhà chứa kho bãi để chứa vật liệu, rồi chẳng là chúng ta rất khó để mà giải trình để tính ở đây. Tuy nhiên luật mới là bộ xây dựng đã rất tường minh, rất chi tiết ở đây là chúng ta được quyền tính ở đây. Và các bạn được quyền khi làm hồ sơ thầu là các bạn được quyền là những cái đầu việc này là những cái đầu việc mà hạng mục chính là chủ đầu tư họ mời chúng ta là các cái đầu việc ở đây và khối lượng ở đây. Nhưng mà khi mà chúng ta làm một số thầu thì chúng ta cũng phải có những cái biện pháp thi công, có những tổ chức thi công và dựa trên những cái biện pháp đó và tổ chức thi công đó để chúng ta xác định được các cái hạng mục chung còn lại ở đây. Đấy, như vậy cái hạng mục chung còn lại là khả năng cao là không có trong hồ sơ mời thầu. Như cái đám này là không có, như cái đám này nó cũng không có. Đấy, nó phải phụ thuộc vào cái tổ chức thi công và biện pháp thi công của các bạn. Đấy.
Như vậy cái việc mà bóc tách cái khối lượng ở đây nó gồm những công tác nào, công tác đào móng hay công tác bón khuôn hay công tác thép hay bê tông vân vân chẳng hạn, và khối lượng là bao nhiêu, là thông thường là do chúng ta, khi chúng ta làm một số dầu chúng ta phải bổ sung thêm vào. Đấy, có nghĩa là nếu nói như thế thì tôi các bạn sẽ cho rằng ồ thế vậy cứ vẽ bao nhiêu thì vẽ, khối lượng bao nhiêu vẽ bao nhiêu thì vẽ được bấy nhiêu. Thì đúng là về nguyên tắc là các bạn phải vẽ thật, là phải ngồi tính toán để vẽ ra cái con số này. Đấy, tuy nhiên mà không phải muốn thích bao nhiêu thì được bấy nhiêu, để chúng ta muốn rằng cái con số này nó tăng lên, cái hạng mục chung còn lại nó tăng lên khi mà các bạn đưa các cái chi phí này nó tăng lên thì cũng không được. Vì lý do là khi chúng ta đấu thầu thì có rất nhiều nhà thầu khác họ đấu thầu và họ cũng phải làm những cái hạng mục chung còn lại. Nếu mà chúng ta vẽ nó quá nhiều thì cái giá trị của hạng mục chung này của chúng ta rất là cao, dẫn tới là tổng cái gói thầu chúng ta ở đây và làm tròn ở đây sẽ cao lên và hệ quả là chúng ta không trúng thầu. Đấy. Và ngược lại, nếu như mà chúng ta không tính toán chi tiết các cái hạng mục chung còn lại ở đây, chúng ta không bóc tách một cách đầy đủ ở đây, khối lượng cho đủ ra, đầu việc cho đủ ra ở đây, vân vân, thì có khả năng là khi chúng ta thi công, chúng ta phát hiện ra rằng, à tôi chết rồi, ngày xưa hồ sơ mời thầu, hồ sơ đấu thầu chúng ta không đưa những cái đầu việc này vào, thì chúng ta phải bỏ tiền túi ra để mà tự trả chính chúng ta, chứ chủ đầu tư sẽ không trả chúng ta. Cho nên tôi thấy rằng cái thông tư này nó rất là hay. Đấy, nó giúp cho các nhà thầu là tính toán một cách tính đúng và tính đủ cái chi phí để mà đảm bảo thi công được. Đấy, đây là một thông tư rất tuyệt vời. Đấy. Và như vừa rồi là tôi đã hướng dẫn các bạn cái cách để mà kiếm thêm tiền, tức là tính thêm chi phí hạng mục chung còn lại thông qua cái việc là xác định một cái các cái hạng mục chung như là di chuyển máy móc thiết bị, như là lắp đặt cầu tháp, vân vân. Và cái video hướng dẫn về hạng mục chung của tôi ở đây tôi đã và tôi xin kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi và lắng nghe cái hướng dẫn của tôi, và tôi mong được hẹn gặp lại các bạn ở những cái video hướng dẫn sau này. Vâng, cảm ơn các bạn.